Những cái cây này là mọi năm thì là nào? Nói nó suy, nó vàng, nó dường như lông con bò ấy này. Ừ. Thế nó thu hoạch xong là lông như lông con bò mà năm nay. Này anh này, anh đi trên những cái cây này. Đấy, những cây này mà nó suy từ năm đầu tiên không biết làm, mà suy từ năm đầu tiên ra năm đầu trái là nó suy luôn bây giờ này. Thế là năm nay em được cái xịt Đông Sơn vào nó thấy hiệu quả thế à? Nó lá như thế này thì năm nay sẽ ra khai thác được rồi. Đấy này, anh đi lên từ nhiều cây, không phải nhiều, phải một cây. Cái số lượng nó nhiều, cái số lượng là như năm trước là nó bị như thế nhiều. Bị hơn 100 cây đó, em cho nghỉ đấy này anh thấy. Những cây này nằm ngoài. Cây rồi. À, giống như của ba con đây là họ cưa bỏ luôn cả nhánh anh này. À. Nhưng mà đây anh thấy không? Cái nhánh bây giờ lá nó lại lên. Đấy tại thôi lại hết rồi. Ba con em là cứ cưa. À. Cắt bỏ là cuối cùng còn một nhánh nữa là cắt luôn đúng không? Đấy. Vì bà con không chừa được cái đấy anh đi xuống đấy. Đây đây. Rất là hay. Thế là cái số lượng của em nó bị vàng thế là khoảng 100 cây à? 150 cây. 150 cây. Bà con thì thường thường cơ hết, cắt bỏ hết. Đây những cây này bắt đầu hồi lại rồi. Rồi, năm nay khai thác được rồi. Cây này nó lại đấy. Quá cứu cánh ấy. Em không thể bỏ được vì nếu mà bỏ là em thất bại. Không phải lên đây, bác sĩ bác xuống bác quay cho anh em xem. Đây, lá nó dẹp thế nào rồi, nó hồi thế nào? Nó hồi lại. Loài này sang năm thì quả thì thôi rồi đấy, những cái cây này thì nó xanh, nó mang trái nó vẫn cứ xanh thế này. Đấy, nó vẫn giữ được nó lá xanh đúng không? Nó đeo quả như thế kia mà nó vẫn lá như thế này. Đây, em cắt bớt quả tiền đấy. Đây này. Nó xanh như vậy thì tại sao bà con xuống hỏi là cam bà con giờ màu vàng rồi. Đây nó xanh đấy. Quá thành công đúng không? Cái gì cũng phải từ từ anh ạ. Đúng rồi. Quá thành công, quá tự cây tin rồi. Nó mang hàng trăm cân đây này. Đấy, cái như cây này. Yeah. Em cắt hết rồi, cắt đây nhưng mà em tỉa tới chín nó bán này, hàng trăm cân. Đấy. Hàng bắt cắt tỉa rồi. Cắt tỉa bán. Cắt tỉa bán rồi đấy, cắt. Như cây này năm nay được có trên được tầm tạ không? Trăm cân không? Cây này phải hơn. Hơn trăm cân. Em cắt hơn 50-60 kg rồi. Nó vẫn còn sai quả thế này cơ mà. Sai rồi. Các bạn quá sai luôn này. 60 kg. Thế mà còn phải tầm này phải vài chục cân nữa nhỉ? À, còn khoảng tầm 50 cân nữa. Còn phải hơn tạ. Như anh cái nhìn bộ lá này sang năm này quả nhiều này. Ừ. Đấy, lục chờ này, lục thu. Thế bây giờ nói chung là em phải quá tự tin về cái phân bón xịt Đông Sơn em dùng không? Quá tự tin thật anh. À, không phải này. Đấy, anh xuống đây nhiều bà con cũng điện cho anh còn có một số thì tin rồi đã dùng rồi, còn số còn nghi hoặc đấy. Thế nên đây là những cái câu trả lời. Đây là bình nhiên đồ ăn này. Nhưng mà đây này anh nhìn sang cái cây này. Cây này khác ngay. Cây này. Đấy, cây đây này em nó không phải cho bà con thấy thì không phải quay một số cây đẹp cho bà con thấy đây. Nó đã thành công. À đây này, những cái giống này với quý anh Đức Nhân này. Được. Cái giống này nó chín luôn dịp Tết này. À. Có nghe này mới có thôi. À cái cam khác à? Dạ. Cam khác hay cam gì? Cam xà đoài lòng vàng, nhưng mà xà đoài này xà đoài chín muộn. Nó chín vào dịp Tết ra tháng 1 cơ. Cái lúc ấy nó là bá chủ có có vùng này có ai có đâu. Ừ. Đây này, em đang nhân giống này. Tí nó về anh em xem này. Một cái cây này nó phải nó thu trái trong. Phải trên đạ nhá. Đạ. Xài thế chị này, cực kỳ xài luôn. Kinh tế cao lắm. Rồi các bạn nhìn này. Cái cây là cây gọi là gà cam sự gì đoài? Xà đoài. Xà đoài à? Xà đoài chín muộn. Và bán vào dịp Tết đúng không? Dạ. Cắt vào dịp Tết Nguyên Đán đấy nhỉ? Anh thấy không? Quý giá nhỉ? Nó nhìn ngoài không thấy trái mấy đâu. Ở trong thì rất nhiều quả, nó là che lá nhiều đúng không? Lá đẹp. Mà cây bồ lá giữ tốt nhỉ? Đấy. Đáng ra nuôi hàng tạ này mà nó phải yếu cây đúng không? Nó phải suy cây. Lá xinh đẹp. Đấy, mà dùng cái silic vào nó khác hoàn toàn luôn. Đúng rồi. À, nói cho anh ấy không phải là cá người là gì cả. Thấy gì cũng thực. Nhưng mà mình tự tin chứ? Quá tự tin vào mình cả cả cái vui năm năm nông nghiệp và mình mà. Tránh được những cái bệnh đấy thì phải nói là tuyệt vời. Nó tránh được cái bệnh khỏe bồ rễ thì nó sẽ nó có đủ dinh dưỡng. Dinh dưỡng nó hút được thì nó có thể nuôi được cây. Còn bồ rễ mà yếu là tút trái lên này. Đúng rồi. Này, anh thấy không? Trái như thế này mà giá trị đây. Đấy, làm cam mà cam Tết đâu phải giá 30 đúng không? Với cam này thì vào bán Tết thì anh thấy quả này. Giá nó phải khác hoàn toàn. Làm cam em màu mà ngoài em là không thích màu mà đẹp quá mấy đâu. Màu mà nó thật màu hơn. Nó thật màu, nó cứ chín tự nhiên đều đều đấy. Thì nó giá trị đúng không? Giá trị nó cao. Người ta không cho là dùng thuốc tàu luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Mà nó chín, mà nó phải có mùi loang loang này. Rồi. Nói chung là rất cảm ơn anh Đức Nhân về đây xem rồi sẽ anh xem những cái cây này. Rồi. Những cây này có khi mang trái này nó mang như thế này nó yếu lắm này. Nhưng mà em tưởng là nó không trụ lại nhưng mà bỏ thuốc vào này. Nó nhỏ cây nhưng năm ngoái nó cũng sai, năm nay nó cũng sai nhưng mà nó vẫn lá giữ này. Giữ được bộ lá. Nó như nói với anh chứ. Làm cam thì cứ mỗi ngày thì mình cũng đúc rút được một cái kinh nghiệm rồi. Chứ không ai tay giỏi vào làm lên được đâu rồi. Nhưng mà mình phải hợp khí hậu quen được, mình phải chọn lọc giống. Thế là vừa rồi là em là cho cái cây này một năm nay là mỗi cây tính được mấy cân? 3 kg. 3 cân là chia làm 2 lần em một 3 lần. Lần 3 lần mỗi lần 1 cân. Dạ sang năm em có điều kiện thì em sẽ bón 4 cân một cây. Vì nó cho mình nhiều quả thế mà không có thì nó cây nó yếu đi. Dạ nhưng mà sang năm em lại phải cho một số cây em phải cho nghỉ tiếp. Em cho ăn ít thôi. Tức là cây ít thì em sẽ cho 3 cân, những cây nhiều em cho 4 cân. Để mình theo cái kinh tế của mình giúp điều hòa nó. Dạ nhưng mà sau này thì em cứ sẽ cho ăn cây nó đều. Anh thấy nhìn được cái cây này, em sẽ cho nghỉ trái đây này. Mà thấy anh thấy nó khôi phục nhanh mà không? Nhiều bà con xuống
hỏi em làm như thế nào này, nhưng mà nói, ngoái nó vàng khớm ấy này. Ừ. Này. Giờ lá nó xanh này. Tức là ngoái nó vàng hết. Nó vàng lắm, từng là nhiều người cứ nói bỏ đi nhưng mà em không bỏ này. Nhưng mà con là cưa hết. Cưa bỏ đi đó, những cái vườn dưới đó. Em đã hạ tán, em cắt lại trong vỏ ra, những cây này em có thể để được khoảng 40-50 cân này. Rồi. Thì là bình thường. Đó. Những cái cây khỏe thì mình không nói, nhưng mà những cái cây này anh xuống đây cái vườn dưới này. Này anh xem. Cho năm ngoái những cây này. Người ta nó bỏ mà nay nó bắt đầu nó hôi lại từ từ này. Rồi. Anh thấy không? Những cái lá mà nó hôi như thế này là nó hôi lại. Đây. Nó thành công rồi. Đây này, cái bộ lá nó xanh như thế này là thành công. Quá đẹp luôn. Cho anh nhìn xuống, không phải là em. Đó là sự thật. Đây này. Ba con anh em bạn bè đấy từng bỏ nhưng mà nó lá này. Đến họ thấy thay đổi quá đúng không? Thấy bây giờ thấy nhiều người đã cắt nó hết rồi. Dạ, dạ. Đây nhưng xanh quá xanh nhỉ. Lá đẹp thế chứ. Bắt đầu mỡ mà dày lá đúng không? Dạ, nó dày. Nó dày lá. Xanh, xanh mà dày lá. Lại nhìn lên cơ. Đấy. Xanh mà dày lá. Quả không đê quả nó bị rối loạn này. Năm ngoái nó bộ lá cây này để trái quá nhiều mà nó bị một nửa này, nó chuẩn bị lại này. Đấy là hồi cây nó có lá non nhỉ. Năm ngoái lá một nửa cây đang bị. Lá nhưng mà hồi cây rồi. Năm nay phải bới bến này xanh lại này. Xanh lại này. Những cây này, cây này bắt đầu nó xanh lại nữa. Không có phải mất hơn 100 cây về cưa như mọi người thì chết đúng không? Đây những cây này năm ngoái nó vàng như đôi bò này. Đấy, nó lại xanh lại đấy. Đấy. Chứ nó là cứu cánh quá. Yeah, vì nói chung là em thì cũng em kinh tì lắm, anh xuống đi xem rồi. Để em cắt bỏ hết thế là cái quá may mắn được mình gặp được cái sản phẩm nó tốt. Năm ngoái cây này cây tốt quá, trút hết lá này. Lá xanh dày đúng không? Nhưng mà nó được đứt lộc sau lần lá to hẳn. Thì nói chung là cũng rất cảm ơn là anh em Silic đồng hành, nhưng mà năm nay đang có sang năm nữa để sao vì mình khôi phục. Cứ cái gì cũng phải từ từ. Khi từ mình một. Muốn làm nhiều thì mình phải làm kinh nghiệm. Có một cái kinh nghiệm kỹ thuật. Anh đi xa xem cái vườn bưởi em đang trồng đấy này. Em trồng 500 bưởi diễn đây. Bên đây à, bưởi diễn bên đây. Cơ nên mình là sau đấy mình lấy gốc để ghép cam vào là. Em cho lọc để ghép cam. Cho lọc ghép cam nó khỏe cây đúng không? Khỏe cây. Thế này. Quay cái đẹp quá nhỉ, núi đẹp quá, cánh tuyệt vời luôn. Quá đẹp các bạn nhé, ra đây các bạn nhìn thấy được cái tầm ngắm đẹp. Cái view đồi em rất đẹp. À cam bên kia nữa hả? Đó nhà em dưới đấy, cam bên kia cái view. Cái tổng của em được khoảng 10 hectare à? Em 10 hectare. Đây 10 hectare. Em trồng bưởi 5. Cái bưởi diễn con đây trồng của em bắt đã trồng cây đây rồi. 5 mét một cây. Sau đó mình ghép cam. Dạ, 5 mét vuông, anh thấy cái thảm cỏ. Đấy, nó mới giàu dinh dưỡng. Độ ẩm nó tốt cho vì đây này nó nắng ca đáng quá đúng không? Nó nắng đốt, nắng quá. Nắng đốt đến 6-7 giờ luôn. Đây. Yeah. Đây anh thấy cái feel rất đẹp. Đẹp quá nhỉ. Thì em sẵn phôi đây là sau này mình sẽ nhận ra. Cảm ơn em nhé. Mình nhầm mình xuống. Cảm ơn anh, được nhận đi mình. Rồi để bật sáng đây. Đây chính thùng các con thì đây là những mô hình của bạn Thái đang thu hoạch cam ở đây đấy ạ. Đấy, bây giờ gọi những cái kéo cắt cam rất là hay luôn, cắt giữ được quả luôn, càng ngày là càng hiện đại. Phải giữ em, phải giữ cái như là chặt cặp tay không được nhả. Rồi. Đấy, cái nên chắc chụp chặt khóa lại. Đây là giống cam chín bây giờ, còn đây là giống cam kết mình mới bán rất là nhiều giống. Cái mô hình mà bạn thấy giáp giấy núi đây đúng như giống cam này. Rất là ngon, quả to mọc đúng không ạ, cảm như là gì là hết thích ạ. Đây là cái giáp từ trên đông từ trên tây đây chưa đổi gốc. Mô hình chăm sóc cam cái Thái lấy cái stick để năm nay cho bà tâm tay rồi đây. Em năm nay để chuẩn bị thu hoạch trái xong là em bón. Em bón cho cả cây to, cây nhỏ. Nói chung là anh Đức Nhân ra xem đây em. Cây ghép à? Cây ghép thì cây cả cái bưởi diễn của em trồng đây. Bao nhiêu cho cái kho này mình để toàn bộ cả stick trong kia, xin đông sơn trong kia với lại cả vôi đấy à? Này,
cây này là em ghép được một năm rồi này. Tự ghép ạ. Tự ghép là cho bắt cam hả, đúng không? Cho bắt cam. Em tự ghép thì em ra bắt thì họ làm hiệu quả quá. Em về em đi... Trên gốc bưởi diễn à? Trên gốc bưởi diễn. Đây là cây bưởi diễn 500 này. À, cái mua cây gốc bưởi này người ta bán mắt đúng không? Người ta bán cho mình một cây 5.000. Trồng được một năm chưa? Được 18 tháng. À, có những cây to phết rồi nhỉ? Nói chung là cái vật đất này trồng 2-3 lần cam. Nhưng không được, phải đưa cái bưởi vô. Đẹp quá nhỉ? Khoảng sang năm là ghép bắn mắt ở đây. Anh ra xem cái vườn này để bà con ra sau này. Bây giờ cô này vừa bắn tiếp đây à? Thầy từ đồng nhân cái giống em đây, em chọn những cái giống ngon của địa phương. Em sợ 2-3 năm nữa là mất giống. Mất giống nên em ghép vô đây. Em từ tay em ghép. Đây là mình là... tất cả mình bảo tồn toàn bộ một số giống vào đây. 4-5 loại giống. 4-5 loại giống này mình bảo tồn cho địa phương. Dạ. Đây giống địa phương đấy V2 này. V2. V2 em ghép lên 6 em nhân vào đây. À. Còn các cái này mà ghép em phải để đủ ẩm tốt vào, bỏ thêm cái xít đông sơn vào cho nó giữ ẩm, với hai nữa để nó đẩy nọc. Bữa ghép bón cây 1 cân, cân xít đông sơn rồi. Đây là cam chín muộn này anh này. Cam này cam chín mùa Tết này. Tức là 4-5 loại cam địa phương. Cam kia là cam chín sớm nhất. À, để cho trong này nó có nhiều loại luôn, bán dần quanh năm. Mình bán để không không dồn dập. Đây này có rồi quýt thái này em ghép. Và quýt thái 10 hectare đây mà làm tốt thì là cũng quy hoạch tiêu thụ dần, nó đỡ dồn dập. Phải làm, phải tiêu thụ dần rồi chứ còn nó dồn tất một lúc thì cũng nguy hiểm. Đây là em ghép quýt thái. À, quýt thái đây. Nói chung bưởi phúc trạch thì bưởi đây em ghép đây. Bưởi đi ăn thôi, ăn chơi thôi. Ăn thôi. Đấy là bưởi hồng Quang Tiến này. À, bưởi hồng Quang Tiến của địa phương Nghệ An đây. Đúng rồi, nó hôm qua anh cũng quay có cái bưởi hồng địa Quang Tiến ở cái xã bên. Bưởi phúc trạch thì của Hà Thịnh. Em ghép để mà ăn thôi. Những cái bây giờ thì mình là người nông dân thì mình cứ tự tay mình ghép nó cái chuẩn giống. Chuẩn luôn. Còn, mình mà vừa bảo tồn vừa có cái ăn. Nhưng mà những cái này sau này mình có thể bảo tồn được giống. Đúng rồi. Phụ thuộc được ai. Đúng rồi, không sợ mất mà giống chuẩn luôn. Em sợ mất đi giống chuẩn là mình mất đi thương hiệu ấy. Đúng rồi, mình phải có chuẩn, sau này mình có thể nhân giống cho bà con. Khi bà con mất giống mà quấn quay lại thì nó phải có giống. Nhưng mà sau này em sẽ hỗ trợ cho bà con là một người khoảng 2 cây giống thôi chứ không cho nhiều. Đúng rồi. Ít chút mắt từ người ta ghép, tự ghép, từ người ta làm. Đúng sau rồi. Này mới có kỹ thuật chứ. Đúng không rồi. Phải mình cho họ cả bê cả là vô lại họ không biết gì. Được quá, đấy là một cái ý tưởng tốt. Cảm ơn em nhé. Dạ, cảm ơn anh Đức Nhân TV. Được đấy.